Thật sự rất là bức xúc các bạn ạ. Tuổi trẻ bây giờ ghê quá, cái gì cũng có thể làm được hết trơn á. Mới ngày hôm qua thôi thì Phúc có đọc được một cái tin tức liên quan đến một vụ việc là em học sinh lớp 9 đã mang thai khoảng 14 tuần tuổi gì đó, và có giấy chứng nhận siêu âm đàng hoàng luôn, và bên trong là đang mang hình hài của một đứa con, một đứa bé. Và cái câu chuyện về em này như sau, là em này vào khoảng thời điểm là tháng 5 năm 2020, tức là năm nay đó, thời điểm xảy ra dịch bệnh, thì em này có cùng với một nhóm bạn đến nhà của một người cũng là học sinh thôi, học sinh trung học cơ sở thôi các bạn. Thì có thể thấy rằng nhóm em học sinh này đều dưới 18 tuổi. Tuy nhiên chúng ta cần phải làm rõ lại là độ tuổi của những em học sinh này nằm ở mức như thế nào, và cái người thực hiện hành vi mà quan hệ tình dục với em lớp 9 này là ở độ tuổi bao nhiêu. Còn đối với bạn nam lớp 8 kia thì theo như thông thường thì độ tuổi mà học lớp 8 là từ đủ 12 tuổi đến 15 tuổi. Thì nếu giả sử trường hợp cái thời điểm mà em nam học sinh này giao cấu thực hiện hành vi quan hệ tình dục với bạn lớp 9 mà em này từ đủ 14 tuổi trở lên, thì em này rất có khả năng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về cái tội là hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nếu chúng ta chứng minh được là cái hành vi nó thỏa mãn cấu thành tội phạm trong cái tội này, và những cái nhóm bạn đi theo sau để cảnh giới ở phía bên ngoài để cho bạn nam này thực hiện cái hành vi quan hệ tình dục đó, thì có khả năng cũng sẽ bị xử lý một cái trường hợp đồng phạm của cái tội này luôn. Thật ra cái nguồn tin này là VTV 24 giờ đã đưa tin rồi, và Phúc hy vọng rằng cơ quan chức năng người ta sẽ bắt đầu xác nhận, tiến hành điều tra làm rõ cái sự việc này, thì sẽ có một cái biện pháp xử lý thích đáng đối với những cái hành vi của nhóm bạn này. Và Phúc sẽ chờ xem là cơ quan chức năng người ta sẽ truy cứu như thế nào. Sau đó Phúc sẽ cập nhật trong video tiếp theo. Mọi người cảm thấy video này hay và hữu ích, hãy giúp Phúc like, subscribe và chia sẻ. Đừng quên hãy comment điều mà các bạn thắc mắc dưới đây để chúng ta cùng thảo luận nhé. Cảm ơn các bạn.